Anh nói Nga điều quân từ vùng ly khai Georgia tới Ukraine. Ukraine không kích kho nhiên liệu ở Nga, chiếm lại hai ngôi làng. Nga rút khỏi khu vực miền Bắc Ukraine. Ukraine yêu cầu EU, Anh, Nhật Bản và Hoa Kỳ cấm giao dịch bằng đồng rúp. Dự báo kinh tế Nga, Ukraine tăng trưởng âm 10% và 20% trong năm 2022. Mỹ, Nhật muốn ASEAN tham gia chuỗi cung ứng để giảm lệ thuộc Trung Quốc. Triều Tiên phát hành tem có hình ông Trump. Covax dừng phân bổ vaccine ngừa Covid-19 cho Triều Tiên. Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi mục tin thế giới tối ngày 1 tháng 4 của DKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Anh nói, Nga điều quân từ vùng ly khai Georgia tới Ukraine. Kính thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong bản báo cáo tình báo cập nhật hôm 31 tháng 3, cho rằng Nga đã rút một số đơn vị đồn trú tại vùng ly khai ở Georgia để củng cố lực lượng cho chiến dịch tại Ukraine. Anh cho biết khoảng 1.200 đến 2.000 binh sĩ Nga ở Georgia đã được tổ chức thành 3 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn để tăng cường cho lực lượng ở Ukraine. Quân đội Anh cho rằng, việc Nga tổ chức chi viện quân theo cách này là dấu hiệu cho thấy lực lượng của họ ở Ukraine đã hứng chịu nhiều tổn thất sau hơn một tháng xâm lược. Nga triển khai lực lượng đồn trú tại hai vùng ly khai, Obekhazia và Nam Ossetia sau cuộc chiến với Georgia năm 2008, với tổng quân số được cho là khoảng 10.000 người. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cùng ngày cho biết, nước này và các đồng minh đã đồng ý gửi thêm pháo tự hành, đạn và vũ khí phòng không cho Ukraine. Ông nói, sẽ có thêm nhiều nguồn viện trợ vào Ukraine hơn. Một số quốc gia đã đưa ra những đề xuất mới hoặc cam kết cấp thêm tiền. Ukraine không kích kho nhiên liệu ở Nga, chiếm lại hai ngôi làng. Thưa quý vị, một quan chức Nga nói rằng hai trực thăng quân sự của Ukraine tấn công một kho nhiên liệu ở thành phố Belgorod của Nga hôm nay 1 tháng 4. Đánh dấu lần đầu tiên Ukraine bị cáo buộc không kích vào lãnh thổ Nga kể từ ngày 24 tháng 2. Reuters đưa tin, tỉnh trưởng Vyacheslav Vlakov của tỉnh Belgorod thông báo trên ứng dụng tin nhắn Telegram rằng hai trực thăng Ukraine đã tấn công kho nhiên liệu nói trên sau khi vượt qua biên giới ở tầng tấp. Đây là lần đầu tiên Ukraine bị cáo buộc không kích trên đất Nga kể từ khi Moscow xâm lược Ukraine. Một đoạn video về cuộc tấn công nói trên được đưa lên mạng xã hội cho thấy dường như một số tên lửa được phóng từ tầng thấp. Theo sau là một vụ nổ. Reuters chưa xác minh được video này. Ông Glavkov còn nói rằng hỏa hoạn từ cuộc tấn công đã khiến hai công nhân bị thương và việc sơ tán đang diễn ra ở một số khu vực trong thành phố Begorod, gần biên giới giáp với Ukraine. Trong khi đó, công ty dầu khí Nga Rosneft sở hữu kho nhiên liệu nói trên khẳng định trong một thông báo rằng không có ai bị thương trong vụ hỏa hoạn nhưng không nói rõ nguyên nhân. Điện Kremlin hôm nay cho biết cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào một kho nhiên liệu của thành phố Bégorod của Nga đã không tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình với Kiev. Trong khi đó, Bộ quốc phòng Anh hôm nay đánh giá lực lượng Ukraine đã chiếm lại hai ngôi làng Sloboda và Lukashivka ở phía nam thành phố Chernihiv và nằm dọc những tuyến đường tiếp tế quan trọng giữa thành phố này với thủ đô Kiev. Bộ quốc phòng Anh cho biết. Ukraine cũng đang tiếp tục tiến hành những cuộc phản công hạn chế, nhưng thành công ở phía đông và bắc của Kiev. Ngoài ra, Kiev và Chernihiv vẫn liên tục bị phóng tên lửa và không kích, dù Moscow hôm 29 tháng 3 tuyên bố sẽ giảm mạnh hoạt động quân sự xung quanh hai thành phố này. Nga rút khỏi khu vực miền bắc Ukraine Kính thưa quý vị, Thống đốc Chernihiv, Vyacheslav s cho biết trong một bài phát biểu trực tuyến hôm thứ Sáu rằng các lực lượng Nga đang rút khỏi khu vực Chechnyhik, miền Bắc Ukraine, nhưng vẫn chưa rời khỏi hoàn toàn. Ông Châu nói, các cuộc tấn công bằng tên lửa và không quân vẫn có thể xảy ra trong khu vực, không ai có thể loại trừ điều này. Ông Châu cho biết thêm rằng, các lực lượng Ukraine đang tiến vào và bảo đảm các khu định cư do quân đội Nga nắm giữ trước đây. Ông Châu cho biết, vẫn còn quá sớm để các lực lượng Ukraine ở vùng Chechnyhik mất cảnh giác vì quân đội Nga, vẫn đang ở trên đất của chúng tôi. Cùng ngày, trên ứng dụng Telegram, thống đốc vùng Kiev, ông Alexander Pavlyuk, quốc cho biết các lực lượng Nga đang tiếp tục rút khỏi Kiev và đang di chuyển sang Belarus. Ukraine yêu cầu EU, Anh, Nhật Bản và Hoa Kỳ cấm giao dịch bằng đồng group. Kính thưa quý vị, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ukraine kêu gọi các ngân hàng trung ương của Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Anh cấm các giao dịch bằng đồng group của Nga hoặc Belarus liên quan đến cuộc chiến của Nga với Ukraine. Thống đốc Kirido Sechenko cho biết, lệnh cấm thanh toán bằng đồng rúp của Nga sẽ có thể cản trở kế hoạch chuyển sang thanh toán bằng đồng tiền quốc gia của nước quốc gia này. Tại một diễn biến khác có liên quan, hãng thông tấn IEA dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Sáu cho biết rằng, Nga sẽ không yêu cầu Liên minh châu Âu chấm dứt các lệnh trừng phạt và có đủ biên độ an toàn. Nikolai Kobrinets, người đứng đầu bộ phận hợp tác châu Âu tại Bộ tuyên bố. Liên minh châu Âu không phải là trung tâm của vũ trụ. Dự báo kinh tế Nga, Ukraina tăng trưởng âm 10% và 20% trong năm 2022. Kính thưa quý vị, tờ Financial Times ngày 1 tháng 4 dẫn đánh giá của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu cho biết, cuộc chiến tại Ukraina cùng với loạt lệnh trừng phạt từ phương Tây khiến kinh tế Nga suy giảm 10% trong năm nay. Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Nga trong năm 2023 cũng ở quanh mức 0% và Nga sẽ phải đối diện với tăng trưởng thấp trong dài hạn. Nguyên nhân chính là bởi các nhà nhập khẩu giảm lượng mua dầu thô khi đốt từ Nga, giới đầu tư nước ngoài tự rời khỏi thị trường Nga, trong khi một bộ phận nguồn nhân lực trẻ tuổi được đào tạo rời Nga định cư ở nước ngoài. Bà Beata Zavosik, Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu nêu quan điểm. Kinh tế Nga sẽ bị ảnh hưởng, mức sống của người dân cũng bị ảnh hưởng, nhưng Nga đủ sức để chống chọi với cú sốc này, xét trên khía cạnh ổn định kinh tế vĩ mô. Tác động mà Nga sẽ phải gánh chịu là tăng trưởng ở mức 0% trong năm 2023 và rất thấp trong dài hạn. Cho rằng cuộc chiến Ukraine đã gây ra cú sốc lớn nhất về nguồn cung kể từ thập niên 1970 và điều này sẽ tác động nghiêm trọng đối với các quốc gia thu nhập thấp không chỉ bó hẹp trong phạm vi khu vực Đông Âu. Những biện pháp ngân hàng trung ương Nga áp dụng sau ngày 24 tháng 2 như dừng lãi suất cao, cung cấp hỗ trợ thanh khoản giúp ổn định hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên các công ty năng lượng Nga có thể gặp khó khăn trong thanh toán khoản nợ nước ngoài. Nguồn thu trên thị trường quốc tế suy giảm, tiềm ẩn nguy cơ một cuộc khủng hoảng tài chính. Ngân hàng tái thiết và phát triển châu Âu cũng dự báo kinh tế Ukraine sẽ suy giảm 20% trong năm nay do bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh tăng trưởng có thể phục hồi trong năm 2023, nhưng những tổn thất về hạ tầng mà Ukraine phải gánh chịu là rất lớn, với ước tính lên đến 100 tỷ USD. Mỹ, Nhật muốn ASEAN tham gia chuỗi cung ứng để giảm lệ thuộc vào Trung Quốc. Thưa quý vị, nguồn tin từ báo Nikkei Asia cho biết, Mỹ và Nhật sẽ đề nghị các nước ASEAN tham gia vào một khung kinh tế mới nhằm phát triển chuỗi cung ứng ổn định hơn ngăn chặn tình trạng thiếu hụt vật liệu bán dẫn và các hàng hóa chiến lược khác. Cụ thể hơn, với dự thảo khung kinh tế Ấn Độ Dương Thái Bình Dương mới, Washington mong muốn xây dựng một vùng kinh tế mới xung quanh các đối tác tin cậy, vốn chia sẻ những giá trị tự do dân chủ với Mỹ. Kế hoạch chi tiết của khung kinh tế này chưa được công bố. Dù vậy, theo Nikkei Asia, gần đây Mỹ đã gửi tài liệu dự thảo liên quan khung kinh tế này tới chính phủ Nhật Bản với mục tiêu kêu gọi các nước ASEAN tham gia. Hai bên vẫn đang tiếp tục bàn thảo với nhau về những nội dung cụ thể của khung hợp tác kinh tế. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chịu tác động đáng kể vì chiến sự tại Ukraine, khung kinh tế mới này còn được kỳ vọng như một giải pháp giúp giảm bớt rủi ro kinh tế cho Washington khi tái thiết lập các chuỗi cung ứng tập trung hơn vào những đối tác thân thiện như Tokyo. Nêu ra các ưu tiên và lĩnh vực bán dẫn và năng lượng sạch, khung kinh tế mới cũng kêu gọi các nước tham gia mở rộng hợp tác để đảm bảo tiếp cận những nguyên vật liệu cần thiết liên quan. Mặc dù có tên là Khung Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, song nó không chỉ là thuần túy là những hợp tác về kinh tế. Bản dự thảo này nhấn mạnh những lợi ích về chính sách ngoại giao, kinh tế trong khu vực sẽ gắn bó qua lại với nhau như thế nào. Washington dự kiến cũng mời Hàn Quốc tham gia khung kinh tế mới này. Triều Tiên phát hành tem có hình ông Trump Thưa quý vị, Cục tem nhà nước Triều Tiên hôm nay phát hành bộ siêu tập 49 con tem kỷ niệm 10 năm cầm quyền của Chủ tịch Kim Jong-un. Bộ tem gồm ảnh ông Kim chụp cùng cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều ở Singapore năm 2018 và một cuộc gặp khác ở làng đình chiến Liên Triều Panmunjom năm 2019. Bộ sưu tập cũng in ảnh các cuộc gặp của ông Kim với chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình và tổng thống Nga Putin. Tuy nhiên, không có con tem nào in ảnh ông Kim Jong-un chụp cùng với tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Triều Tiên cũng in các ảnh vụ phóng tên lửa trong bộ sưu tập bao gồm hai vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Hwasong 14 và Hwasong 15 năm 2017 vụ thử Hwasong 17 tuần trước không được đưa vào đây không phải là lần đầu tiên Triều Tiên phát hành tem có hình ông Trump tháng năm 2019 Bình Nhưỡng từng công bố mẫu tem có hình ảnh lãnh đạo Mỹ Triều bắt tay và ký văn kiện tại Singapore nhân dịp kỷ niệm một năm hội nghị thượng đỉnh song phương đầu tiên COVAX dừng phân bổ vaccine ngừa COVID-19 cho Triều Tiên Thưa quý vị, theo hãng thông tấn Yonhap ngày 1 tháng 4, cơ chế phân phối vaccine toàn cầu COVAX xác nhận dừng phân bổ vaccine ngừa COVID cho Triều Tiên. COVAX do Liên minh đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh CEPI, Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng Gavi và Tổ chức Y tế Thế giới WHO đồng sáng lập. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tham gia với tư cách là đối tác phân phối phát ngôn viên của Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng cho biết hiện tại COVAX không phân bổ vaccine ngừa COVID cho Triều Tiên. Quan chức này cho biết thêm, các lô vaccine trước đây Triều Tiên không nhận đã được phân bổ lại cho các quốc gia khác để kịp sử dụng, theo chính sách phân bổ vaccine theo nhu cầu COVAX áp dụng trong năm 2022. Thống kê phân phối vaccine COVID-19 của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tính đến ngày 1 tháng 4 cũng cho thấy không có vaccine được phân bổ cho Triều Tiên. Tuy nhiên, người phát ngôn của Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng đều rõ, Covax sẽ cung cấp vaccine cho Triều Tiên trong các đợt phân bổ tiếp theo nếu quốc gia này quyết định khai triển tiêm chủng phòng ngừa Covid như một phần của chương trình quốc gia ứng phó với đại dịch. Cho đến nay Triều Tiên chưa phản hồi về đề nghị cung cấp vaccine từ cộng đồng quốc tế và luôn tuyên bố nước này chưa ghi nhận ca bệnh Covid-19 nào. Thưa quý vị, mục tin thế giới tối của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Xếp một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.